Truyện tranh Trạng Quỳnh Truyện ngắn màu tròn lọc tập 62 Con Tề Thiên Phú Hộ Keo Tiền Thối Thừa. Sao nó khóc dữ vậy? Con Tề Thiên của nó bị người ta bắt rồi. Con Tề Thiên là con gì? Là con khỉ nó nuôi. Có một quán bán hầu não mới mở ở đầu làng. Tao nghi ngờ người ta bắt con Tề Thiên để bán cho quán đó. Hầu não là thứ gì vậy? Là ốc khỉ đó. Tao hiểu rồi, đó là món ăn khủng khiếp nhất thế gian. Đó là món ăn của giới nhà giàu bên tàu. Món đó rất đắt tiền. Người ta nhốt con khỉ còn sống vào một trong cái củi, chừa cái đầu nó lên trên. Người ta dùng vật nhọn thọc vào đầu con khỉ để móc óc nó ra. Eo ôi, chứ nói mà tao đã muốn ói. Sao mà họ ăn được vậy ha? Theo tao, món ăn đó phải được gọi là đặc sản dành cho người ác. Cứu con Tề Thiên của em đi, em không muốn nó bị mổ cái đầu. Dẫn tao tới quán đó. Hầu não. Con Tề Thiên trong chuồng kìa. Đừng có la. Nó biết sắp chết, nó buồn thiêu kìa. Tội nghiệp ghê. Tao đốt cái chuồng, người ta sẽ mở chuồng cho đám khỉ ra. Mày nhào tới ôm Tề Thiên chạy. Vút. Cháy, cháy chuồng khỉ. Kẻ mấy con khỉ ra. Ra đi. Trác. Theo tao về. Cứu được nó rồi. Đám khỉ kia cũng thoát rồi. Cứu được cả đám. Mày về đi, tao tới gặp chú Lu. Chú dẹp cái tiệm bán hầu não đi, giả mang quá. Ừ, giả mang thiệt. Người bán giả mang, người ăn cũng giả mang. Không cho bán ốc khỉ ở đây, dẹp quán ngay. Tôi có giấy phép mà. Ai cấp, đưa ta coi. Trời trời, quan huyện cấp giấy phép. Thua rồi, về. Chú thua chứ con không thua. Tới gánh xiếc. Ông chủ ơi, ông có muốn con bật mí về gánh xiếc của ông không? Bật mí cái gì? Bí mật con khỉ đột của ông đó. Nó có bí mật gì đâu. Nó là con khỉ đột giả. Nó chỉ là bộ da khỉ, bên trong là người. Ông gạt khán giả. Sao mày biết? Con thấy nó té không giống khỉ tí nào. Khi nó nói cái miệng nó không mở ra. Tao xin mày đừng phá tao. Ông có muốn con nói cho mọi người biết không? Vậy thì ông cho con mượn bộ da khỉ một ngày. Con sẽ giữ bí mật cho ông. Giữ kỹ cho tao nghe. Bảo đảm không làm hư. Quỳnh Thành khí độ. Tụi mày nghe đây. Có người đang bắt tụi mày về để mổ ốc ăn đó. Ăn ốc khỉ sẽ đấu cá như khỉ, chứ có bỏ béo gì đâu. Tụi mày phụ tao bắt những kẻ ấy. Làm cho tao một cái củi to chừng này. Có người tới. Là ông chủ quán hầu não. Hay quá. Bắt người đó cho tao. Hê, trói lại. Nhét vô củi. Cạo tóc ổng. Tụi bay làm gì vậy? Tụi tôi sẽ ăn món nhân não. Các người ăn hầu não thì tụi tôi ăn nhân não cho huề. Hư hoa, đừng có ăn ốc tao. Đưa dao cho tao. Da, à. Hư hoa, kẹt kẹt, ướt quần hết rồi kìa. Tha cho tao đi, tao lại mày. Sợ hả? Sao không sợ? Biết sắp bị mổ ốc, ai không sợ? Vậy sao người mổ ốc khỉ? Bộ khỉ không biết sợ hả? Thú vật cũng có cảm xúc, cũng biết vui buồn, sợ như con người vậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ không mổ ốc khỉ nữa. Tha cho tôi đi.
tha cho ngươi. Nếu ngươi còn bán món hầu não nữa thì ta sẽ không tha. Dù ngươi có đi tới đâu, ta cũng sẽ đi theo, nhớ đó. Ghê quá, tóc của ông sao bị mất một chỗ vậy? Xém bị thành món nhằn não. Dẹp quá, dẹp quá. Quán hầu não biến mất rồi, mày yên tâm ha. Tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt, không phải tiền chùa mà cho. Ông giàu xin ông giúp tí tiền giúp dân chúng bị lũ lụt, làm hại nhà cửa thôi mà. Tí tiền thôi, tí thôi, giúp đi mà. Lì lợm, đã nói không cho mà cứ trơ mặt mà xin. Ông giàu có mà không chịu làm phúc thì có ngày nhà ông cháy sạch đó. Cốt, dám trụ ẻo tao hả? Đi ra khỏi nhà tao. Giàu có mà kêu kiệt. Chú bị sao vậy? Làng sai tao đi quyên tiền giúp dân chúng bị lũ lụt. Tao xin lão phú hộ kèo, bị lão đánh. Không cho thì thôi, sao lại đánh chú? Tao trù nhà ổng cháy. Ha ha, vậy là phải rồi. Trù nhà người ta cháy, bị đòn là phải rồi. Để con tìm cách lấy tiền của ông kèo. Chú làm như vậy giùm con đi. Ông kèo ơi, sắp tới ngày mừng thọ quan huyện, chúng tôi cần người ủng hộ tiền để làm quà cho quan. Ai góp tiền thì ghi tên, ký tên vào danh sách vàng. Quan sẽ biết ai tặng tiền cho quan, quan sẽ để ý tới người đó. Vậy hả? Vậy thì tôi góp 5 đồng. Dân tiền cho quan thì sốt sắng, góp tiền giúp dân thì chê. Ký vào đây đi. Có chữ ký của ông kẹo rồi. Tập ký theo chữ ký của ổng. Được rồi, giống y như đúc. Đợi tới ngày rằm sẽ ra tay. Cả hai vợ chồng ông kẹo đi chùa. Đi chùa mà không làm điều phúc đức. Nhà còn chỉ giúp việc. Bà giúp con dù chỉ giúp việc nhà ông kẹo đi đâu đó tới chiều đi. Ừ, để tao. Cô nào cần mua thuốc làm trắng da ra gặp tôi. Làm trắng da, niềm mơ ước của mình. Bà ơi, bán thuốc cho con đi. Không được, không được. Sao vậy? Tôi không muốn gạt cô, da của cô xấu quá. Thuốc này không làm trắng được. Nếu muốn trắng da thì theo tôi về nhà, tôi có thuốc đặc biệt hơn. Ừ đi, con muốn có da trắng lắm. Con gái nghe tới làm đẹp là hiếp mắt. Ra tay, tới vừa bán vật liệu làm nhà. Ông phú hộ kêu cần mua gạch làm nhà, có đơn đặt hàng của ông đây. Mang tới gấp cho tôi 100 thiên gạch, giao hàng phải xong trước buổi chiều, giao đủ số sẽ trả tiền, ký tên kèo. Một thiên gạch 1.000 viên. Tập trung người giao hàng, nhanh lên. Không đủ 100 thiên, mua ở cửa hàng khác mà giao, mỗi lớn đầy, nhanh lên. Gạch để đâu? Chắc ngồi sân đi. Chặt sân rồi. Để ra trước cổng. Đủ số rồi. Lát nữa ông phú hộ sẽ tới trả tiền. Hả? Gạch gì đây? Ngõ đâu mà vô nhà? Con sen đâu? Nó đi đâu mất rồi? Là vô đi bà. Gạch bít luôn cửa không mở được. Mới đi chùa về để gặp chuyện xui. Chờ con sen về sẽ rõ, chờ thôi. Chiều rồi mà không thấy ông kèo tới trả tiền, lại hỏi ổng. Ông ơi, trả tiền gạch đi. Tiền gì? Tiền ông mua gạch nè, ông thích giỡn ghê. Tao mua gạch hồi nào? Tự dưng mày đem gạch tới chất đầy sân, làm tao không có lối vô nhà. Tao chưa hỏi tội mà mày lại đòi tiền. Ông lại giỡn nữa, ông có đơn đặt hàng đây mà. Tào lao, tao không có đặt hàng mua gạch. Chữ ký của ông đây mà.
không phải chữ ký của tao. Tôi sẽ kiện ra làng. Cứ việc kiện. Ông ký đơn đặt hàng sao giờ không nhận? Không phải chữ ký của tôi. Đây nè, chữ ký trong danh sách biếu tiền cho quan giống y hệt chữ ký trong đơn đặt hàng nè. Chữ ký là của ông phải trả tiền gạch cho chủ vựa. Ông không trả, tôi chuyển lên cho quan xử. Nói nhỏ nghe nè, quan vừa ghi điểm tốt cho ông vụ biếu tiền cho quan, đừng để quan ghi điểm xấu. Bao nhiêu tiền? 100 tiền gạch, 20 đồng. Trời, sao nhiều dữ vậy? Xỉu rồi cũng phải trả tiền à, đừng có mất công giả vờ xỉu. Tiền nè, đứt cái ruột. Mày đi đâu giờ mới về? Mày bị làm sao vậy? Hi, con đi làm trắng da. Sao mày để người ta đổ gạch vô nhà vậy? Lúc đó không có con ở nhà, con mắc đi làm trắng da mà. Mày trắng da, tao trắng tay. Đi tìm người bán gạch cho tao. Ông ơi, không ai mua hết. Họ nói mua gạch cũ xây nhà xui lắm. Coi ai cần thì cho đi, tống cứ hết đi. Nhà mà không có lối đi vào, khó làm ăn lắm. Ai cần gạch làm nhà thì tới nhà ông Phú Hộ Keo mà lấy, miễn phí đó. Có gạch làm nhà rồi. Hừ, tự dưng mua gạch cho tụi nó. Mất ít tiền bố thí lại không chịu để chịu mất tiền to. Ba miếng đậu hũ ba hào thối lại cho mày 7 hào đây. 6, 7, 8, bà thổi tới 8 hào, mình lời 1 hào. Ha ha, lời to có tiền ăn chè. Đi buôn vàng hay sao mà lời to. Tao mua 3 miếng đậu hũ ba hào, tao đưa cho bà 2 1 đồng, bà thối lại cho tao tới 8 hào, tao lời 1 hào. 1 đồng bằng 10 hào. Vậy là ăn gian, trả lại cho bà 2 đi. Tao đâu có lấy của bà đâu mà trả. Lấy tiền thối thừa cũng là ăn gian, trả lại đi. Không trả. Không trả thì tao nghỉ chơi với mày luôn. Nghỉ thì nghỉ, chơi với mày đâu có sinh ra tiền. Mày thấy tao có tiền nên ghen. Đồ ba trợn. Bịch ói. Chưa hết đâu, mày sẽ còn trả giá cho cái tội đã ăn gian mà còn nói xấu tao. Dì Hoa bán cho con 5 hào đậu đen ạ. Thối lại cho mày 5 hào. Ha ha, lời to. Mày buông trăng hay buông gió mà lời to. Tao mua 5 hào đậu đen, bà bán hàng thối lại cho tao tới 8 hào. Tao lời tới 3 hào luôn. Vậy là mày cũng xấu như tao. Tưởng mày tốt lắm. Ai thối tiền cho mày vậy? Bà Hoa bán đậu đen. Bà Hoa bán đậu đen là mẹ tao. Trả tiền lại cho mẹ tao. Tự mẹ mày đưa chứ tao đâu có lấy mà biểu tao trả lại. Trả lại đây. Mẹ ơi, mẹ thối tiền cho thằng Quỳnh thừa tới 3 hào luôn đó. Trả lại cho dì đi. Con bắt chước thằng Lì, hôm trước có người thối tiền thừa cho nó, nhưng nó không trả lại, con cũng không trả. Sao con hư vậy Lì? Mẹ có dạy con như vậy đâu. Dì dạy nó lại đi, rồi con trả tiền cho dì. Nằm xuống, lấy tiền của người khác là hư nè, ói. Dì dạy nó rồi đó, trả tiền lại cho dì đi. Dì đâu có thối lộn tiền cho con. Dì đếm tiền của dì lại đi. Ờ, không thiếu đồng nào. Vậy sao mày nói? Nói để mẹ mày biết mà dạy lại mày. Ha ha, tao sẽ báo thù. Bỉnh, bắt tay Huệ nhé. Tao với mày vốn là bạn như xưa. Có âm mưu gì đây? Đi ăn chè, tao bao. Mẹ tao cho tiền chắc không phải tiền thối thừa của người khác. Vậy thì tốt, đi. Bán cho tụi con 2 chén chè đặc biệt. Ngon quá ha. Ui, tao tháo rượt tao. Đợi tao một tí.
xả cho nhẹ cái bụng đi rồi ăn đòn em ạ. Quái, sao nó đi lâu vậy? Chiều rồi trả tiền để tao dọn hàng. Con nợ thằng Quỳnh, nó bao con ăn chứ con đâu có tiền. Tao không biết, mày đi chung với nó không trả thì mày trả. Ăn quỵt tao không có được đâu. Tao biết mày là thằng Lì, còn có bà Hoa bán đậu đen. Tao mẫn vốn bả. Nó bày trò ăn quỵt tôi nè bà Hoa. Hừ quá, nằm xuống. Ui da. Tôi xin lỗi, trả tiền chai cho bà nè. Ha ha, mày định báo thù tao phải không? Tao đâu có nói mà mày biết. Mày định rủ tao đi ăn chè rồi nửa chừng mày chạy trước để tao trả tiền. Mày đâu có ngờ là tao chạy trước. Ha ha.